Vâng, xin chào tất cả các bạn tại Việt Nam cũng như kiều bào đồng bào hải ngoại. Tôi là Johnny Thông đây. Ngày hôm nay tôi hướng dẫn các anh chị cách lập một cái ví My Ether Wallet. Và sau khi anh chị có cái ví My Ether Wallet này thì anh chị có thể rút được token từ Uquiz hay là Comsa lên đây để tránh tình trạng mất mát. Và đây là cái ví chứa cái nền tảng của Ethereum platform và chứa cái nền cái công nghệ mà ERC20. Thế thì vừa rồi anh chị đã mua một cái đồng có tên là Uquiz, và ngày hôm nay làm thế nào để anh chị rút cái token từ Uquiz lên My Ether Wallet thì tôi hướng dẫn các anh chị ngay bây giờ đây. Nào, let's see, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Đầu tiên, anh chị sẽ vào cái địa chỉ website có tên là myetherwallet.com. Sau đó nó hiện trang chủ như thế này. Thì anh chị sẽ tạo một cái ví Create New Wallet. Đầu tiên thì anh chị phải có làm sao để có một cái password. Ha. Cái password này anh chị phải nhớ để lần sau anh chị đăng nhập cái ví này. Ok, sau đó chúng ta sẽ tạo. Nó báo là bắt buộc phải là 9 ký tự. Ok. 9 ký tự anh chị nha. Rồi. Sau khi mà anh chị có xong rồi thì nó báo các anh chị là bây giờ anh chị phải lưu cái key store file về. Thì anh chị sẽ bấm cái download key store file này. Cái key store file này là một cái đoạn code để anh chị lưu nhớ cái ví My Ether Wallet của mình. Anh chị sẽ bấm vào đó để lưu về. Đó, đang lưu về ở đây. My Ether Wallet. Sau đó các anh chị bấm là tôi đã hiểu. Nhớ là cái này, cái key store file này không được mất, không có share cho ai, và hãy backup nó. Và cách tốt nhất để backup nó là đưa nó lên Google Drive, trên iCloud, lên bất kỳ một cái cloud nào mà anh chị đang đăng ký. Sau đó anh chị bấm là Understand Continue. Thì đây là cái đoạn gọi là Private Key. Private Key là cái để xác nhận cái mã chìa khóa riêng tư. Và vui lòng cái này không có chia sẻ cho ai các anh chị nha. Anh chị có thể là copy cái này, lưu nó vào trên cloud luôn, hoặc anh chị in nó ra. Đây anh chị. Ok, chúng ta nên đó, in nó ra hoặc chụp hình. Đó. Thì cái này để anh chị lưu cùng với cái ví ở trên iCloud luôn ha. Sau đó các anh chị bấm là ok, đi vào bên trong. Thì lúc này nó báo các anh chị là phải unlock cái wallet của bạn. Đây. Để biết được cái địa chỉ của cái ví My Ether Wallet, anh chị phải unlock cái wallet này bằng cách là anh chị bấm vào đây hoặc là private key. Thì tôi sẽ dùng key store file để tôi mở được không nào. Đó, lúc này tôi tải về ở trên này. Đây, đây là cái key store file. Bắt buộc vào lúc nãy các anh chị đánh từ đầu á. Sau đó các anh chị bấm unlock. Unlock nó. Đây. Thì anh chị đã vào. Đây là địa chỉ ví My Ether Wallet của tôi. Đây là key store file private key. Anh chị có thể ấn nó. Đây cái mã QR. Và hiện nay thì tôi chưa có cái account balance là không ETH nào cả, tức là không Ethereum nào cả. Lịch sử giao dịch của tôi không. Đó. Anh chị có thể mua ETH ở trên Coinbase. Rồi. Thì hiện nay anh chị đã có một cái ví My Ether Wallet rồi. Cách để anh chị chuyển cái token này ra bên ngoài thì anh chị bấm là send Ether hoặc token này. Thì anh chị mở khóa, mở unlock bằng cách là bấm cái key store này vào. Anh chị bấm vào. Rồi đánh bắt buộc vào.
Ok, thì nếu anh chị muốn là chuyển cái Ether Wallet, cái token này cho địa chỉ ví nào, thì anh chị điền ví địa chỉ người ta vào đây. Số lượng amount to send, tức là cái số lượng mà bạn muốn gửi, ví dụ một Ether đi. Ở đây thì gas limit là cái thì nói đúng hơn á là anh chị để cái số lượng ví dụ 210 thì cái việc mà chuyển của chúng ta nhanh hơn. Còn nếu không, anh chị để mặc định thế này thì bình thường. Còn không, anh chị để là 210 ha. Còn ở chỗ này cũng như thế. Ở chỗ này gas price, tức là anh chị có thể để cái gas price này đó là fast, là trung bình khoảng 32. Còn nếu không, anh chị để 40 là nhanh rồi. Còn cái này là quá nhanh, 60 là nhanh rồi. Thì anh chị để khoảng 40 ha. 40 đến 50 là nhanh, ok rồi. Đó. Thì đó là cách để anh chị chuyển ví cái token cho người ta cho nhanh. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách rút cái token của Uquiz lên My Ether Wallet ha. Và mấy lâu nay anh chị đều gì? Đều rất là lo lắng là mình có bị mất tiền hay không. Thì câu trả lời là đừng có lo lắng về điều này nhé. Tôi sẽ hướng dẫn các anh chị ngay bây giờ đây. Đây. Đây là cái Uquiz của tôi. Anh chị đăng ký Uquiz vừa rồi thì vui lòng đăng nhập vào Uquiz và anh chị bấm vào cái phần gọi tên là ICO này. Đó, được không? Hiện nay nó huy động là 15 triệu đô rồi và 20.000 nhà đầu tư và còn 3 ngày nữa là hết ICO. Thì đây là số token của tôi. À, tôi mua 609 đồng Uquiz này. Thì anh chị thấy là bây giờ làm cách nào để chúng ta rút về cái ví My Ether Wallet của anh chị vừa rồi. Rồi, bây giờ anh chị sẽ vào withdraw. Đó. Sau đó anh chị bấm vào request. Thì đây chính là nó báo là địa chỉ ví My Ether Wallet của anh chị. Ok, anh chị sẽ lấy ở đâu? Đây, account address. Đây chính là cái địa chỉ ví My Ether Wallet của anh chị. Chúng ta bỏ vào đây. Enter amount. Ví dụ anh chị, tôi có đây là 609.08901. Enter your PIN, tức là cái này nó gửi trong email các anh chị ạ. Anh chị vào cái Gmail mà anh chị đăng ký Uquiz. Sau đó anh chị vào cái chỗ mà Uquiz account activation. Thì đây là chính là mã PIN của nó. Mã PIN nó gửi vào email này, anh chị copy cái này vào nhé. Sau đó anh chị đánh vào đây. Sau đó anh chị bấm captcha. Captcha, anh chị bấm chính xác. Ok, sau đó các anh chị làm gì? Chúng ta bấm và vui lòng double check, tức là kiểm tra cái ví My Ether Wallet lần cuối. Đây, đuôi của tôi là 096. À, tôi phải kiểm tra lại cho chính xác. Đúng rồi, 096. Rồi, đây chính xác là ví My Ether Wallet của tôi. Và sau đó tôi bấm gì? Submit. Và nó báo gì? Mã captcha không chính xác. Rồi, tôi phải đánh các mã captcha lại. 14664. Ok. Đó. Thấy không? Rồi bây giờ này, tôi submit lại. Thì nó báo là tôi đã submit thành công rồi. Đây. Cái withdraw nó báo cái invoice ID, cái ngày giờ, net amount, tình trạng status là pending. Ok. Và chút xíu nữa nó rút cái số tiền này ra bằng không này thì chính xác là gì? Là tôi đã chỉnh nó về không rồi này. Tức là nó đã rút cái Uquiz này về rồi. Được không ạ? Nó đã rút cái Uquiz này về ví My Ether Wallet rồi. Đó, anh chị hình dung không? Đó, nó tình trạng là đang chờ xử lý. Nhưng mà cái gì? Cái My Ether Wallet này của tôi nó đã gì? Nó đã rút đi rồi. Cái token của Uquiz đã rút đi rồi. Ok. Và hiện nay đây là một trong những cái ICO cũng khá là hot. Nhưng mà do lượng yêu cầu thu hồi cao, việc thu hồi token sẽ mất khoảng 72 giờ đến 96 giờ để hoàn thành đấy các bạn. Cho nên ngày mùng 7 tháng 11 là ngày cuối cùng để thực hiện cái token này, cho nên ngày hôm nay anh chị phải làm cho xong nha. Ok, như vậy thì anh chị đã làm gì? Đã rút cái token của Uquiz về My Ether Wallet rồi. Lần sau tôi sẽ hướng dẫn các anh chị rút những cái ví token mà trên nền tảng Ethereum với công nghệ là ERC20.
rút về My Ether Wallet thế nào thì tôi có video clip hướng dẫn ngày hôm nay, đó là rút Uquest về gì, về My Ether Wallet, và tôi đã hướng dẫn các anh chị rất chi tiết và cặn kẽ, vui lòng làm từng bước như vậy. Ok, và báo với các anh chị là chúng ta phải làm đúng chính xác những điều mà vừa rồi nha. Đấy, thì hiện nay anh chị thấy này, ở trên này nó lưu rất nhiều cái token, nhưng mà những cái này của tôi là bằng không, bằng không. Rất là nhiều cái token có thể lưu ở trên này, được không? Rất là nhiều cái token lưu ở trên này. Thì anh chị thấy là cái My Ether Wallet là cái trung tâm lưu giữ token ở với cái công nghệ nền tảng là Ethereum đó các anh chị nhé. Rồi, một lần nữa tôi chúc các anh chị làm thành công và mọi khó khăn vui lòng liên hệ thôi. Cảm ơn. Một lần nữa tôi là Johnny Thông, người đang hỗ trợ Group Liên Minh Tiên Phong Team, đang dẫn dắt thị trường về đầu tư tiền số crypto tại Hồ Chí Minh và cộng đồng hải ngoại. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Và anh chị thấy video clip này hướng dẫn này tốt thì vui lòng sẽ share clip này, subscribe tức là đăng ký kênh channel của tôi, và comment những cái thông tin mà anh chị muốn giúp đỡ, và vui lòng hãy share thông tin này cho nhiều người biết. Vâng, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều.